Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân TV. Thì theo yêu cầu có một bạn khán giả lại yêu cầu mình: anh ơi, anh thử triệu hồi người ngoài hành tinh đi. Thì trước đó mình đã triệu người rất là nhiều người hành tinh rồi. Các bạn biết rằng là người ngoài hành tinh nó rất là đa dạng, và nó có gọi là nó có một cái những cái hình thế, một cái thân thể rất là kỳ bí luôn. Ngày hôm nay thì mình lại cùng tất cả các bạn đi vào khu rừng ngày hôm nay để đi triệu hồi người ngoài hành tinh nhé mọi người nhá. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong rừng. Mấy ngày hôm nay là cái thời tiết trong rừng rất là âm u luôn, rất là thích hợp cho việc mình đi triệu hồi những người ngoài hành tinh, và đặc biệt là những các cái linh hồn quái vật ở trong khu cánh rừng. Bởi vì khi cái trời âm u này thì các bạn biết rằng là khán sẻ có một cái gì đấy nó chia đi cái sức mạnh ánh sáng mặt trời, thì khi đó quái vật nó sẽ xuất hiện nhiều hơn và mình sẽ đi triệu hồi nó sẽ dễ dàng hơn mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tìm một cái vị trí ở khu cánh rừng này để mình đi triệu hồi người ngoài hành tinh nhé mọi người nhé, theo yêu cầu của bạn khán giả như vậy. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tìm một cái vị trí. Mình nghĩ là cái xung quanh đây thì rừng rất là rộng lớn luôn, để tìm được một cái vị trí để triệu hồi người ngoài hành tinh cũng khá là khó khăn mọi người này. Nhìn thấy không, đây là bầu trời rất là âm u luôn. Bây giờ mình sẽ tìm cái vị trí nào đây. Mình phát hiện đây có một cái cây. Cây này rất là lạ luôn. Xung quanh đây có rất là nhiều cây nhưng cây này là to nhất. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái cây này để mình đi triệu hồi người ngoài hành tinh mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ triệu hồi luôn. Bây giờ mình sẽ đặt vị trí camera ở đường này để xem người ngoài hành tinh nó xuất hiện trong cái cây này không mọi người nhá. Bởi vì cái cây này nó to, thì thường thường ở trong rừng đó mọi người, thì cây to thì thường xuất hiện nhiều các loại yêu tinh, quỷ ma quái đấy, nó tu luyện mọi người ạ. Có lẽ là mình sẽ sử dụng cái biện pháp ở đây. Mọi người, bây giờ mình sẽ vẽ một cái vòng tròn xung quanh một cái cây này. Ở chỗ này nó hơi rộng rạp một chút mọi người. Mình sẽ dùng phép của mình để vẽ một cái vòng tròn xung quanh cái cây này. Cái vòng tròn này á, nó sẽ có tác dụng là nó sẽ bảo vệ mình mọi người nhá. Ok, bây giờ mình đã vẽ xong được cái vòng tròn này rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ ngồi dưới cái gốc cây này để gọi người ngoài hành tinh nó có xuất hiện hay không mọi người nhá. Ui ghê lắm mọi người ơi, cây này nó khô hết rồi. Và trên này rất là nguy hiểm luôn. Mấy có nguy hiểm đến mình không? Ghê lắm mọi người ơi. Thế mọi người nha, bây giờ mình sẽ ngồi đây, mình sẽ gọi người ngoài hành tinh lên mọi người nhá. Mình sẽ ngồi trong cái vị trí cái vòng tròn này mọi người nè. Quái vật, người ngoài hành tinh. 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 Xuất hiện đi. Người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh xuất hiện đi. Đánh người không? Người
nó bắt nó nhốt mình mọi người. Thôi mình chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mới là cái giờ này là cái giờ của ma quỷ rất là nhiều, cho nên mình có cái thiết thực nhất bây giờ mình thoát được khỏi cái vòng xoáy của mọi người. Nó nhốt mình vào cái cây này rất là nguy hiểm luôn mọi người ơi. Thôi mình chào tất cả các bạn nhé.